ngày 20 tháng 2 vừa qua, lực lượng cảnh sát đa quốc gia đã triệt phá được băng đảng đứng sau loại mã độc tống tiền khét tiếng nhất thế giới, Lockbit. Trong 4 năm qua, nhóm mã độc tống tiền nguy hiểm và phổ biến nhất là Lockbit. Chúng tôi đánh giá nhóm này gây ra hơn 25% các cuộc tấn công trong năm qua. Trước đó một năm, các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã triệt phá được mã độc tống tiền Hive, vốn đã tống tiền khoảng 100 triệu đô la Mỹ từ hơn 1.500 nạn nhân trên toàn thế giới. Các chi nhánh của mã độc tống tiền Hive đã sử dụng mô hình tống tiền kép. Đầu tiên, họ xâm nhập vào hệ thống của nạn nhân và đánh cắp dữ liệu nhạy cảm. Tiếp theo, các chi nhánh triển khai phần mềm độc hại, mã hóa hệ thống của nạn nhân, khiến hệ thống không thể sử dụng được. Và cuối cùng, họ yêu cầu một khoản tiền chuộc để đổi lấy khóa giải mã hệ thống và lời hứa không công bố bất kỳ dữ liệu bị đánh cắp nào. Trước khi bị triệt phá, Lockbit là một trong 5 mối đe dọa mạng nghiêm trọng nhất mà các doanh nghiệp phải đối mặt vào năm 2023. Vào tháng 2 năm nay, Lockbit tấn công Royal Mail, dịch vụ bưu chính của Vương quốc Anh, gây gián đoạn việc giao hàng ra nước ngoài. Nhóm tin tặc sau đó đã đòi 80 triệu đô la Mỹ tiền chuộc. Tháng 11 năm ngoái, Lockbit thông báo Ngân hàng Công thương Trung Quốc đã trả tiền chuộc sau khi tấn công chi nhánh của ngân hàng này ở Mỹ. Cùng tháng đó, hàng gigabyte dữ liệu bị cáo buộc đánh cắp từ Boeing đã bị rò rỉ trực tuyến sau khi tập đoàn sản xuất máy bay Mỹ từ chối trả tiền chuộc cho Lockbit. Nạn nhân của mã độc tống tiền có thể là bất kỳ cá nhân, tổ chức hay tập đoàn nào. Năm 2021, nhà sản xuất thịt bò Mỹ GBS đã trả khoản tiền chuộc 11 triệu đô la Mỹ bằng Bitcoin cho tin tặc. Ngay cả chính phủ cũng là nạn nhân của mã độc tống tiền. Năm 2022, chính phủ Costa Rica thiệt hại 30 triệu đô la Mỹ mỗi ngày do mã độc tống tiền. Cuộc tấn công nhằm vào 30 cơ quan chính phủ, trong đó có Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và nhà cung cấp Internet nhà nước, Raska. Hậu quả, chính phủ vừa đóng cửa, Tổng thống Costa Rica phải ban bố tình trạng khẩn cấp.